Rồi, hello, xin chào anh em nha. Buổi trưa, giờ nắng nóng cực kỳ anh em. Đây là 1 giờ trưa, 13:08. Rồi, đây là chiếc iPhone 11 Pro bị rớt vào máy giặt, giặt hết một chu trình 30 phút. Hình có quay video clip tiếp nhận. Anh em nào chưa coi, anh em sẽ xem cái link ở dưới, hình để dưới comment nha. Đó, thì lúc mà anh em coi cái link đó, anh em sẽ thấy rằng máy nó vô nước rất là nhiều. Ở đằng sau là camera nó đốm nước đầy hết. À, máy không lên nguồn gì hết luôn ha. Rồi bây giờ chúng ta cùng xem kết quả sửa chữa nha. Hiện tại máy đã lên hình rõ nét, sóng 4G căng đét, đằng sau camera không còn động nước nữa, dĩ nhiên là mọi tính năng hoàn hảo ha. Face ID full. Rồi bây giờ máy này đã làm những gì? Thịnh sẽ nói với anh em, máy này bị vô nước rất nặng. Anh em biết một cái máy mà bỏ trong máy giặt mà nó giặt với xà bông mà giặt hết một chu trình 30 phút là anh em cũng hình dung được nó nặng nề cỡ nào ha. Nhưng mà rất may mắn bạn này đã xử lý rất là đúng cách, có nghĩa là khi bạn vừa vớt nó ra khỏi máy giặt, bạn gọi cho mình và mình đã ngay lập tức mình kêu bạn đừng cắm sạc nữa và đem máy qua cho mình, càng sớm càng tốt. Rồi bạn đã nhanh chóng bạn cầm máy qua ha. Thì cái kết quả sửa chữa nó đã tối ưu nhất cho bạn, mặc dù trường hợp này nó rất nặng. Trường hợp này chỉ cần anh em xử lý rườm rà, anh em đi ngâm thùng gạo, anh em đi bỏ trong bịch hút ẩm, phơi nắng, để dưới quạt vân vân và may là anh em sẽ làm gia tăng cái mức độ hư hỏng lên rất là nhiều. Máy này chính vì bạn đã xử lý sơ cứu đúng cách nên là bạn đã giảm được rất là nhiều chi phí. Cụ thể ở đây máy này cần làm những gì? Thứ nhất là nó hư màn, Thịnh thay một bộ màn hình OLED GX để giảm thiểu chi phí. Nhưng mà anh em thấy đó, chất lượng hình ảnh hiển thị và cảm ứng vẫn tốt, đó, xài ok. Thứ hai, sửa Face ID. Máy vô nước thì 100% sẽ lỗi Face ID đó. Và Face ID mình là người làm đầu tiên nên nhanh chóng, đơn giản, gọn gàng, chi phí tối ưu đó. Và thứ ba, thay cụm camera sau đó. Và thứ tư, xử lý vô nước chạm mất nguồn ở trên main. Nhưng mà mình cũng là đơn vị làm đầu tiên nên là mọi thứ nó sẽ đơn giản. Và khi mình kết hợp, mình làm một combo nhiều công đoạn như vậy, mình sẽ gia giảm chi phí xuống ở cái mức thấp nhất. Mình kết hợp lại, mình sẽ đưa ra được một cái mức giá rất hợp lý để anh em làm. Và ngay lập tức khi mà mình báo giá ra thì bạn đã chấp nhận cái phương án sửa chữa. Và ngày hôm nay máy đã hoàn tất quá trình sửa chữa ha. Đó, thì Thịnh nói với anh em quan trọng nhất của một cái máy bị vô nước, đó là anh em phải xử lý đúng cách. Xử lý đúng cách ở đây, mấu chốt nhất đó là chúng ta cần sớm tháo cục pin ra khỏi bo mạch. Bởi vì tất cả những hư hỏng chạm chập nó đều do nước và điện nó dẫn truyền, nó gây chạm chập, nó cháy khắp muôn nơi ở bên trong. Chúng ta tháo pin ra là chúng ta ngay lập tức chúng ta ngưng được cái quá trình đó. Tuy nhiên anh em phải đưa ra những cơ sở sửa chữa chuyên sâu để người ta xử lý cho nó chuẩn mực. Nhiều anh em cũng nghe tháo pin cái anh em cũng lật đật tháo máy ra, tháo pin cái anh em khựi lên nó hư mất tiêu cái màn hình luôn đó. Chưa biết cái màn hình của mình sống chết ra sao mà anh em tháo máy ra, anh em giật cái cục pin ra là nó đã hư cái màn rồi đó. Nên là chúng ta lưu ý cái điều đó, anh em đừng tốn thời gian cho những cái công đoạn ngâm lu gạo hay là gì đó. Như nãy giờ Thịnh nói, nó chỉ hút ẩm và nó chỉ làm khô, còn tất cả những chạm chập cháy ở bên trong nó vẫn còn đang cháy lan liên tục khi mà có điện và nước ở trong đó. Anh em lưu ý vấn đề này. Và những cái máy vô nước nặng như thế này, anh em cần tìm đến những nơi chuyên sâu về sửa chữa để họ, giống như Thịnh vừa làm, họ sẽ tiếp nhận ngay từ đầu thì mọi thứ nó sẽ tối giản đến mức hết sức có thể. Còn ví dụ mà máy đã nặng rồi mà chúng ta còn đưa đi những nơi không chuyên nữa, họ làm một hồi từ nặng nó thành nặng hơn đó, nó không có tác dụng cấp cứu kịp thời, thì lúc đó anh em đưa qua những nơi chuyên sâu để anh em sửa lại thì chi phí nó sẽ đội lên đó. Bởi vì cái tình trạng nó đã gia tăng nặng hơn nên là anh em sửa một cái máy vô nước, anh em hãy lưu ý những điều nãy giờ Thịnh nói. Rồi nếu anh em nào có nhu cầu sửa chữa iPhone 11 Pro nói riêng và bất kỳ một dòng máy iPhone nào nói chung, anh em cứ liên hệ trực tiếp. Tất cả các lỗi từ đơn giản đến phức tạp nhất Thịnh sẽ tư vấn và cố gắng mang đến cho anh em một cái giải pháp tối ưu như trước giờ mình vẫn luôn theo đuổi ha. Cảm ơn anh em, chúc anh em một buổi trưa vui vẻ nha. Bye bye.